Nhân dịp đoàn đại biểu Công đoàn thành phố Đà Nẵng dự Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, chiều nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết có buổi gặp mặt, động viên và giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Lãnh đạo Công đoàn thành phố Đà Nẵng cho biết, Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 3 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Dự kiến số lượng đại biểu chính thức được triệu tập là 1.100. Riêng đoàn đại biểu của Công đoàn thành phố Đà Nẵng có 13 đại biểu tham gia. Đại hội yêu cầu thành phố chuẩn bị bài tham luận nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Để chào mừng đại hội, Công đoàn thành phố đã có sự chuẩn bị, chỉ đạo công đoàn các cấp tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường, tổ chức các hoạt động cuộc thi chào mừng đại hội. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lưu Nguyễn Minh Triết chúc mừng các đại biểu được tín nhiệm, đại diện cho hơn 500.000 người lao động trên địa bàn tham dự đại hội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết qua báo cáo, khâu chuẩn bị đại hội của Liên đoàn Lao động thành phố chu đáo, đồng thời đề nghị việc tổ chức đoàn tham gia đại hội cần tuân thủ nghiêm túc chương trình làm việc, nhất là giữ gìn nội quy sinh hoạt. Với nội dung báo cáo thảo luận, Liên đoàn Lao động thành phố cần phải gia công báo cáo kỹ, đặc biệt là những điểm mới, điểm sáng, hiến kế, đề nghị cho tổ chức công đoàn. Lưu ý là đại biểu cần nói ngắn, trọng tâm, giải pháp mang tính đột phá. Các đại biểu cũng chú ý đọc kỹ tài liệu, hồ sơ về nhân sự. Thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc đoàn đại biểu thành phố dự đại hội thành công tốt đẹp.